Hello everyone, mến chào cả nhà. Hôm nay trời đẹp lắm cả nhà ơi. Đó. Mình chuẩn bị để nấu một bữa cơm thịt bò xào giấm cả nhà. Đó. Đây là cái thịt bò của mình đây. Chuẩn bị cái món thịt bò xào giấm nha cả nhà. Thì đây mình có cà chua, bắp cải salad, thịt bò, hành, tỏi, củ hành. Đó. Đó, bây giờ mình chuẩn bị để mình nấu nha cả nhà nha. Hôm nay trời đẹp quá cả nhà ơi. Bây giờ mình chuẩn bị nấu. Mình có 2 tablespoon
đường. Đường nó giấm. Mình cho ba muỗng miếng, ba muỗng giấm đây cả nhà. Cái muỗng này nó nhỏ, nhỏ hơn muỗng ăn canh. Ăn cơm sườn rồi đó. Cái nhà bây giờ mình xào thôi. Mình chế dầu đi nha cả nhà. Thôi rồi. Bỏ tỏi vô. Mình xào giấm này mình không có bỏ dầu hào nha cả nhà, mình xào nước tương. Rồi bây giờ nó đã chín tắt lửa ha. Rồi nhưng mà mình chế lên nè, mình chế lên nghĩa là xà lách ở dưới nó sẽ thấm nó mềm như thế này, có cái nước giấm nó chảy xuống nữa đó, nó nóng nó sẽ mềm mềm lại, nó sẽ héo lại, nó mềm lại. Đấy. Thế thì mình có một cái dĩa thịt bò xào nhắn thơm phức luôn. Rồi cho miếng tiêu lên cả nhà. Đấy. Đây. Mời cả nhà nha. Đây, dọn cơm cả nhà ơi. Hello. Chào cả nhà. Mời cả nhà cùng ăn cơm. Cơm cả nhà ơi. Mời đại gia đình ăn cơm. Đây. Hôm nay là thịt bò xào giấm. Cho thử đi, mẹ làm mà mẹ không có niêm, không có niêm, niêm mà không có niêm. Em ăn chay nha cả nhà. Nhấm mắm đi. Cả nhà biết đây là gì không? Khuôn chiên nữa cả nhà. Nhấm mắm nè, chấm. Mời thế ạ. Mời ba, mời mấy ăn cơm, mời cha mình ăn cơm, mời mấy ăn cơm. Everyone eat lunch today. Mình thử muốn thịt bò này ra sao. Ngọt quá mà. Chấm miếng mắm tới không anh? Nắng đẹp quá
ngon cái sảy à. Hành lá ngon. Cái món này đó không có nhầm không? Là cái món này thời hồi xưa không? Hồi xưa ở Việt Nam á. Có anh mỗi một lần có đám tiệc là như là thịt bò xào giấm á. À, thịt bò bắp cần cua xào giấm á. Nhớ không? Bắp cần cua. Thịt bò xào giấm cần cua. Lâu lắm chưa được ăn. Bây giờ đi xuống gì nè, xuống Sa Lô Gê mua giấm đi nè. Gieo sẵn á. Là nó ngót gì nó ăn xin luôn. Học đó chứ. Kẹp miếng kẹp miếng cũng quá vậy. Bắp cải nè cả nhà. Thịt bò chua, chả miếng, chấm vô đây nè, rồi bỏ lên miệng thế thôi. Mất cỡ tự nhiên mày ăn mấy con ăn hết kìa quá. Mất cỡ á? Ngon lắm mày nhỉ? Lâu lắm mới ăn lại món xào chấm này nha, nhớ lên món hồi còn lớn á. Rồi, có duyên ngon á. Vợ em nít có ăn, còn em nít không có ăn cả ngày. Nó lâu mẹ mới cho ăn là hai con nít khác nhau. Anh con nít bị lại. Ai biết bị lại? Những ngon là được rồi. Ai bị lại chứ? Sao kỳ thị? Hổ má. Đừng cho má hỏi. Không biết rồi. Nhờ lai vậy em mới qua được tới Mỹ ha bà con. Nay mới qua Mỹ nhờ chồng em. Mới đu heo. Đu heo rồi đưa. Rồi nhỏ rồi. Nhỏ đi bỏ đi trước chứ. Thôi trở về mới đu nữa. Mà nhỏ đu dễ thở luôn. Nhớ em nhớ anh qua nhà mình á. Tao nhỏ mình đi làm mướn mình thấy vợ mình ở chuồng cũng thấy. Có không? Không. Có không? Đó nhớ tắm tao ở chuồng. Nhìn láng nha. Tặng nít Việt Nam không có bận quần ở nhà chuồng không à. Ăn đi kìa. Đi. Nào đi. Ơi. Ăn đi. Trời ơi, mới ăn hết rồi. Anh cho em miếng bánh cho em. Em ăn cơm hết nổi luôn. Nguyên con bò nó cũng ăn hết luôn. Con miếng bò. Mình ăn cơm. Em có con chó đẹp đó vậy nha. Mình đang ăn cơm bữa nay á anh nha. Không? Để mình quay ra. Anh đưa miếng thịt bò. Mình quay vô cái nhà em đi. Lấy miếng thịt bò cho nó. Đây nè. Đây cả nhà. Đây. Ăn ké. Hả Nali? Hả? Ăn ké hả Nali? Hình lên mũi nữa kìa, thở sao nó nuốt lẹ vậy? Hả rồi. Hả? Hình lên mũi. Ăn ké dễ sợ luôn vậy. Ngon không? Hả? Hả Nali? Đó. Em ngồi đây ăn cái là nướng nóng mỏ qua nhờm nữa kìa. Chết rồi, nó chết cơm của em rồi, nó nguyên rồi. Còn nhiều nữa. Ở đâu có ăn cơm đâu.
lên ngón nhưng mà thôi nhiều quá rồi. Không phải. Ăn rau. Em nãy giờ em gấp mới có 3 gấp rồi, em đừng có tào lao rồi. Không có ăn đâu, lo nói chuyện không à. Mấy muỗng múc nhỏ lẹ. Ăn nữa không? Em ăn đũa á, em già nó rớt cơm rồi hết hà. Nên cho nên ăn đồ ăn không. Mà ăn muỗng thì múc được nè. Má ơi. Bữa cơm của em đến đây rồi thấy không? Ừ, quá no luôn đã nhỉ. Bò xào nhắm. Của chị ấy. Hai vợ chồng ăn cùng với con chó. Bên cho cả nhà cũng một ngày vui vẻ bình an, bên gia đình ngày thân. Tạm biệt cả nhà, cũng nhờ ủng hộ em nha. Nhớ bấm like, bấm comment, bấm nghe nghe nghe. Cảm ơn cả nhà nhiều. Please give me a like and share and subscribe everyone. Bye cả nhà. Bye bye, tạm biệt cả nhà. Bây giờ thấy nghe là mày của em đẹp không? Nó đẹp thì thường nó gọi là.